Hi, xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Tú đây. Thì hôm nay mình không làm video bán máy mà mình làm cái video hướng dẫn mọi người cách kiểm tra máy Samsung cũ. Đấy, thì vì là trên thị trường bây giờ có quá nhiều máy cũ luôn các bạn ạ. Thế nên mình làm cái video hướng dẫn các bạn kiểm tra để các bạn có quyết định mua nó hay không. Đấy, và cái video này thì mình chỉ dành cho những người mua hàng thôi nhá. Còn những người thợ bán hàng thì mình không dám múa rìu qua mặt thợ. Thì là mình nghĩ là các bạn nên next video, còn người dùng thì mình nghĩ là các bạn nên xem kỹ và để trang bị những cái kiến thức cần thiết cho mình để các bạn đi mua nhé, tránh là mua tin phải là các hàng gọi là treo đầu dê bán thịt chó đấy, và cũng là rất nhiều hàng nhái hàng kém chất lượng trên thị trường bây giờ đấy. Thì để kiểm tra một con máy thì mình sẽ chia ra làm hai bước, đó là một, nó là kiểm tra về hình thức bên ngoài, và hai đó là kiểm tra về các cái chức năng bên trong mọi người nhá. Thì đấy, thì bước đầu tiên ý, thì nói về hình thức bên ngoài, thì kiểm tra hình thức bên ngoài thì nói về xấu đẹp thì mình chắc là nhìn thì biết thôi các bạn nhỉ, nói về xấu đẹp thì nhìn qua là biết. Nhưng mình muốn nói ở đây là gì, là máy đã thay vỏ hay chưa, máy đã ép kính hay chưa. Đấy, nói như vậy có nghĩa là gì, có nghĩa là để các bạn mua, các bạn nếu như thợ mà họ không nói thì các bạn cũng có thể biết. Còn như ví dụ như mình cũng bán hàng, con nào đã thay vỏ rồi thì mình đều nói, con nào đã ép kính rồi thì mình đều nói đấy. Còn nếu mà các bạn đã đồng ý giữa người mua và người bán, đồng ý máy thay vỏ rồi, đồng ý máy ép kính rồi thì cũng miễn bàn, đúng không? Còn nếu như mà các bạn chưa đồng nhất với các bạn đã đồng nhất rồi, nhưng khi kiểm tra có thể là máy đã thay vỏ rồi nhưng thợ không nói hoặc nói là chưa thay vỏ thì các bạn nên biết nhé. Đấy, thì trên tay mình đang là hai cây A50 đấy, mình nói từ nãy nhưng các bạn chắc chắn các bạn chưa biết là con nào thay rồi con nào chưa, đúng không? Và mình nói luôn là con trắng là con thay rồi các bạn nhé, nhưng nhìn nó vẫn là, nói chung là nhìn như thế này nếu chẳng khác gì con màu đen, nó vẫn như nhau kể cả soi đến như thế này. Nhưng bây giờ mình sẽ bắt đầu chỉ chi tiết cho các bạn nhé. Thì là như thế này các bạn ạ. Một con máy thay vỏ Trung Quốc đóng và một con máy do nhà máy người ta đóng ấy thì nó sẽ khác nhau. Máy do nhà máy đóng ấy thì nó sẽ đều. Ví dụ như con màu đen này, nó sẽ đều, các cái cạnh này đều này. Để mình soi này. Đầu tiên mình soi mặt sau trước nhé. Đây, giữa cái khung xương và cái nắp lưng này đều này. Các nhìn này, đều nhé, nó rất chi là đều này. Đấy, nó đều. Đấy, đều đúng không? Rất chi là đều luôn. Thế con màu trắng này sao? Con màu trắng này thì không như vậy. Đây, viền trên này hở này, hở nhiều hơn so với viền cạnh. Đấy, và con viền đằng sau này nó cũng rất chi là niền luôn, nhưng đằng trên này hở này. Bạn nhìn này. Hở này. Hở hẳn luôn đúng không? Dưới này niền này. Cạnh này cũng niền này, đây dưới này, trên này đều niền nạc như nhau nhé, đều niền như nhau. Đây, và đặc biệt so với hai con với nhau thì các bạn nhìn này, con màu đen này, đấy, con màu đen niền hơn này, con màu trắng hở hơn đúng không? Đây là mặt sau, còn mặt trước thì sao? Mặt trước thì đây các bạn này, các bạn nhìn này, giữa cái khung xương và cái màn hình đều đều không đều ấy, nó không đều nhau nhé. Đây, chỗ này hở hơn, chỗ này khít này. Đây, bạn nhìn cho chỗ này, này không hề nhá, không hề đều đúng không các bạn? Đấy, thế còn nhiều con ấy, thì người ta giữ lại cái khung, nhiều con nếu dùng máy chưa ép kính ấy, người ta giữ lại cái khung thì các bạn cũng rất là khó nhận biết đúng không? Đấy, thì các bạn chủ yếu nhận biết đằng sau này, cái khung này nữa này. Đấy, nếu người ta giữ lại cái khung này nhá thì sao các bạn? Thì cái khung này nó là cũ và cái vỏ này là mới thì nhìn nó sẽ kiểu gì, nó cạch cỡm các bạn ạ nhé, thì nó sẽ là cạch cỡm đấy. Và nhiều con các bạn nhé có vân tay này, vân tay thì nó phải giữ lại của cái vân tay cũ vỏ đây thì nó sẽ không đồng nhất cái màu, ok, không đồng nhất cái màu đúng không các bạn? Và cái khay sim nữa các bạn nhé, cái khay sim nhiều con không có thì nó cũng không đồng nhất cái màu nhé, còn đây là khay sim có thì nó các bạn sẽ không nhận biết được đúng không? Con này thay vỏ đây các bạn này, cũng hở này, đây mình xoay gần này,
Đấy, còn thấy chưa? Ở nó không thể nào được như cái vỏ do nhà máy đóng được. Đấy, đấy là về cái vỏ nhá. Còn bây giờ mình sẽ chỉ ra cho mọi người về ép kính. Còn nếu mà các bạn mua cái máy của mình ý, con nào mình ép kính, mình nói luôn các bạn là ép kính rồi. Đấy, thì các bạn biết, còn con nào mình bảo các bạn chưa ép kính, mình gửi cho các bạn mà các bạn kiểm tra mà thấy ép kính thì các bạn không lấy nữa, đúng không? Và cũng như ở các cửa hàng khác như thế thôi. Đấy, con nào bảo ép kính rồi thì mình không nói, còn chưa ép kính mà các bạn xem mà nó đã ép kính thì các bạn không nên lấy. Đây, con này là con đã ép kính rồi các bạn nhé, các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái viền chưa, giữa cái kính của cái màn hình và cái khung xương này, các bạn nhìn nhá, là nó có lớp keo này, các bạn nhìn nhá, nó không đều này, nó có lớp keo này, chỗ có này, này có này, không có không, đây là keo do người thợ đóng luôn các bạn, nó không thể đều nào được như là máy đóng, nhà máy đóng. Đây mình để gần hai con vào đây nhá, con máy này là nhà máy đóng này. Đây thưa các bạn, đây là bẩn nó nhét vào thôi nhá, chứ không phải là ép kính đâu nhá. Đấy, các bạn nhìn nó đều này, không có cái lớp ở đây, các bạn nhìn này, so sánh nó khác hẳn, nếu để hai con so sánh nó khác hẳn. Đấy, nhưng nếu các bạn không có đủ kiến thức, các bạn không biết, thì các bạn nhìn này, đó nhìn nó khác hẳn luôn đúng không? Đây, không có cái hiện tượng đấy đúng không? Cái này có keo đây đúng không? Đấy, ok, đấy thấy chưa? Đó là mình đã chỉ cho các bạn gọi là về cái hình thức là máy đã thế nào là máy đã thay vỏ và thế nào là máy đã ép kính. Thì thực ra một con máy thay vỏ thì các bạn ạ, nó cũng 19 10 với máy nhá, chưa thay vỏ mình cũng bán, à máy thay vỏ rồi cũng bán mà máy chưa thay vỏ rồi mình cũng bán, nhưng mà nói chung là có thế nào thì mình nói thế cho các bạn, bởi vì có phải ai cũng có tiền mà mua những con máy nói chung là zin 100% đâu đúng không mọi người. Có những người ta không có tiền, ta phải chấp nhận mua những con máy thay vỏ, chấp nhận những mua những con máy thay ép kính, thậm chí những con máy đốm màn rồi người ta vẫn mua cơ mà, đúng không các bạn? Nhưng mà vấn đề ở đây là gì, máy ép kính rồi các bạn nên biết, máy thay vỏ rồi các bạn nên biết, đúng không? Đấy là hình thức bên ngoài. Bước thứ hai nó là bên trong. Bên trong thì lại có hai cái để các bạn nên biết. Một, đó là máy trả góp, máy mua trả góp ấy. Hai là máy không mua trả góp, máy trả thẳng trả tắt luôn đấy. Máy mua trả góp thì mình khuyến cáo các bạn là không nên mua, hoặc nếu mua thì các bạn phải tìm hiểu xem máy này còn bao tiền, mà tốt nhất là không mua các bạn nhé, nó rất chi là nhì nhằng và rắc rối. Thế thì để nhận biết con máy như thế nào là máy trả góp thì các bạn làm theo mình như này, các bạn vào cài đặt nhé, vào cài đặt, sau đó các bạn vào phần đặt lại, vào phần đặt lại, à quản lý đặt chung và đặt lại đây, vào đặt lại cho mình, sau đó các bạn vào phần dòng đặt lại, đấy, sau đó các bạn vào vùng khôi phục cài đặt gốc nhá, khôi phục cài đặt gốc vào đây. Nếu như nó cho cái phần khôi phục cài đặt gốc này nó hiện như thế này thì được nhá, và các bạn chạm vào đây nó hiện cho đặt lại này được nhá. Còn nếu như máy mà trả góp thì cái chữ đặt lại nó sẽ bị mờ đi và các bạn chạm vào nó sẽ không ra mục xóa hết này đâu các bạn nhé, chạm vào nó không nhận đấy. Đây mình vào lại, quay lại nhé, đây vào đặt lại thì các bạn nó không hiện màu đen này, nó hiện mờ như cái chữ này này, tím tím như cái chữ này này đấy, và chạm vào đây nó sẽ không nhận đấy, chạm vào đây mà nó hiện chữ xóa hết thì là máy trả thẳng không phải trả góp mọi người nhé, là ok. Đây là bước này là ok nhé. Đấy, tiếp theo thì các bạn kiểm tra máy có phải chính hãng hay không, thì là mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn rồi đó, thì là đây mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn rồi nhé, đó là máy có phải máy chính hãng hay không, thì các bạn Samsung ý nó cung cấp cho các bạn một cái mục đó là quà tặng Galaxy, thì clip này mình chỉ nói qua thôi nhé, mình có một riêng cái clip rồi, các bạn mở cái mục quà tặng Galaxy lên. Nếu không có thì các bạn tải về vào app, tải về là quà tặng Galaxy. Sau đó các bạn vào mục này nhé, cái điện thoại này. Ở đây thì nó có cái phần tra thông tin bảo hành, các bạn vào đây. Đấy, sau đó các bạn lấy con máy cần các bạn mua đi nhé. Ví dụ con này các bạn cần mua, các bạn ấn cho mình sao tăng 06 thăng để lấy số email của cái máy, các bạn chọn dòng trên cùng cho mình nhé, bỏ số 01 đi, các bạn điền cho mình
bạn điền cho mình những chữ cái này vào đây. Bạn điền này, đây là mình kiểm tra một con máy khách mang đến cho mình đấy. Kiểm tra rồi là không xóa đi được các bạn ạ. Đây bạn điền tất cả các số này nhé vào đây và các bạn ấn kiểm tra. Nếu như máy báo như thế này chưa kích hoạt bảo hành thì có rất nhiều trường hợp xảy ra. Một là cái máy mà người ta để trưng bày người ta bán ấy, bán ra ngoài bạn nhé. Hai là các cái máy mà nào thì sửa lọ sửa kia, thay thế nọ thay thế kia đấy, hoặc là máy nhảy từ công ty ở ngoài ra, nhảy trong công ty ra đấy các bạn, thì nó sẽ hiện là chưa kích hoạt bảo hành. Hoặc là máy tàu thì nó sẽ không sẽ báo thế. Hai là nó sẽ báo là máy đã hết hạn bảo hành thì nó là máy chính hãng rồi. Và ba là máy nó sẽ báo là còn thời hạn bảo hành là bao nhiêu. Thì hai cái thứ hai và cái thứ ba là ok mọi người nhá, nó rất là ok. Thì đấy là kiểm tra máy có phải là chính hãng không. Và bước tiếp theo nữa các bạn kiểm tra cho mình là xem là màn hình có ám ố không này, camera cam trước mic rung rủng màu mủng màu xanh màu đỏ màu tím màu vàng ok không, thì các bạn làm theo tác cho mình. Đó là vào cuộc gọi quấn sao tăng không sao tăng ok, nó hiện ra một bảng như thế này. Có những trường hợp các bạn ấn sao tăng không sao tăng nó không ra thì con máy đó nó là các con máy sửa phần cứng rồi các bạn nhé, sửa phần cứng hoặc là nó máy một sim hack lên hai sim, nói chung là tóm lại nó có một cái lỗi gì rồi các bạn nhé. Mình cũng chưa tìm hiểu sâu nhưng mà tóm lại là nó sẽ không được. Thì ở đây ví dụ các bạn kiểm tra màu nhé, màu đỏ này xem có chết màu đỏ không này, ok đúng không, màu xanh này ok này, màu xanh dương này, ví dụ thế. Tóm lại là như vậy các màu đúng không. Đây, chuyển sang là ghi âm này, các bạn vào đây vừa là kiểm tra loa trong loa ngoài, vừa là kiểm tra xem màn nó có ám ố không, có đốm xanh đốm đen không, các bạn thấy không đúng không. Đấy, tiếp theo là các bạn kiểm camera này, kiểm tra camera này. Đấy, cam sau này, đây, cam trước đầu nhỉ, cam trước này. Đấy, đây là nói chung là màu đen này, nói chung là các bạn kiểm tra hết ở đây nhé, kiểm tra hết ở đây cho mình. Đấy, đây, loa ngoài này, kiểm tra loa ngoài nhé, loa trong loa ngoài nói chung là có ở đây hết. Đặc biệt các bạn kiểm tra cái này cho mình, đặc biệt các bạn kiểm tra phần tút này cho mình nhé, tút này còn chạm vào đây. Cái mục này nó là kiểm tra cảm ứng mọi người nhé. Đấy, kiểm tra cảm ứng. Các bạn vuốt cho mình, vuốt cho nó đầy các ô này. Các bạn phải đủ vuốt đầy nó mới thoát ra được nhé. Còn nó chết điểm thì sẽ không vuốt được đâu các bạn. Và nó sẽ không thoát được ra cái này, các bạn phải tắt nguồn đi. Đấy, bây giờ mình sẽ chừa lại một hai cái ô này để mình vuốt tiếp. Tiếp này. Đấy, các bạn thấy ok. Các bạn cảm thấy ok, cảm ứng ok rồi thì các bạn vuốt đầy. Hoặc là các bạn có thể bật cái ra màn hình ngoài này, các bạn chạm vào một cái icon này, các bạn di khắp màn hình, cũng là kiểm tra cảm ứng các bạn nhé. Đấy, nó không bị tụt cái này ra, tức là nó không bị chết điểm nữa các bạn. Đấy, thì là ok đúng không các bạn. Đấy, sau đó là các bạn kiểm tra các thứ ghi xong rồi thì các bạn nắp sim vào, các bạn nghe gọi đến độ khoảng 5-7 phút, nếu máy không nóng mà cảm thấy pin không hao nhiều thì nó ok, chốt mua. Thì đấy thôi, mình chỉ hướng dẫn các bạn như vậy thôi. Thì mình mua máy mình cũng kiểm tra như vậy thôi. Mọi người nhá. Ví dụ như là những con máy mà mình đến, ví dụ như máy ép kính rồi chẳng hạn, con này ép kính rồi giảm giá tiền, các bạn mua cũng thế thôi, con này ép kính rồi giảm giá. Tất nhiên nó phải rẻ hơn con máy chưa ép kính đúng không? Con này thay vỏ rồi cũng vậy. Đấy, còn chứ không nói là những con thay vỏ nó không ngon. Thay vỏ cũng không ngon thì tất nhiên nó không thể bằng vỏ zin được. Nói gì thì nói. Đúng không mọi người? Thì đấy, mình hướng dẫn mọi người nhá. Mọi người ai xem mà cảm thấy ok thì like ủng hộ mình, đăng ký kênh của mình. Thế mình sẽ cố gắng ra những clip hướng dẫn mọi người nhá. Còn clip này mình chỉ hướng dẫn người dùng thôi. Còn anh em thợ thì nhiều người còn kiểm tra kỹ hơn mình, kiểm tra giỏi hơn mình. Đấy, mình không dám múa rìu qua mắt thợ. Mình chỉ dám múa rìu qua mắt người dùng thôi. Chào mọi người nhá. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.